Lặn rồi cả tiếng con ve cũng mệt vì hè nắng ôi, nhà em vẫn tiếng à ơi, kẻo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru, rời ru như gió mùa thu. Cửa nhớ bà, ngày cháu còn thấp bé, cánh cửa có hai then, cháu chỉ cài then dưới, nhờ bà cài then trên, mỗi năm cháu lớn lên, bà lưng còng cắm cúi. Ông chảy nước mắt là nói cái ước mơ không bao giờ thực hiện được. Dạ Quỳnh Hồi, xin chào cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay là ngày thứ bảy, thì hôm nay thì bé Tuyền cũng không có đi học, và ngoại thì cũng đã đi bán rồi. Sáng nay ngoại đi bán mấy giờ Tuyền? Dạ con không biết. Tuyền, con biết không? Không, lúc đó con không có coi giờ chút. Nhưng mà ngoại đi sớm đúng không? Dạ. Hôm nay là ngoại bán bao nhiêu tờ vé số? Dạ ngoại con lấy nên con không biết. Con không biết ha. Dạ. Có bao giờ con nghĩ là lớn lớn hơn tí xíu nữa con đi bán phụ ngoại không? Con có không biết nữa chứ. Vậy hả? Rồi hôm nay ai nấu cơm? Hôm nay con. Con nấu cơm. Gia đình mình ăn cơm với gì? Dạ, cá hồi. Cá mồi á, cô bán quý chị. Đây nè, mời họ lấy ra cho cô bán quý chị xem. Đây là một cái hũ cá mồi. Hũ cá mồi này thì cả gia đình gồm có 4-5 người ăn vậy. Bao mua bao nhiêu tiền? Dạ 14. Ai đi mua? Dạ hôm qua con. Con đi mua hả? Dạ. Ngoại kêu đi mua hả gì? Rồi hũ cá mồi này là mình ăn sáng chiều hay là ăn buổi sáng thôi? Dạ, ăn buổi sáng chiều mà em mua đậu que đậu gì tới về ăn. Mua đậu que gì về ăn. Dạ. Rồi hũ cá mồi này sao ăn đủ? Dạ đủ mà chia ra mỗi người nửa con. Chia ra mỗi người nửa con cá mồi hả? Dạ. Rồi lỡ người kia ăn hết con rồi sao? Thì có sao đâu chú, thì chan nước ăn. Ai chan nước? Chan nước cá mồi ăn. Chan nước cá mồi ăn. Dạ. Chỉ khui ra vậy là ăn thôi chứ không có hâm nóng lại. Dạ. Thì sao vậy? Tại vì không có ngoại nhà, con không có biết làm nên con ăn vậy luôn. Con không có biết làm hâm nóng lại đúng không? Dạ. Sáng nay con ăn chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Sáng nay có ăn sáng gì không? Dạ không. 14.000 cho cả gia đình gồm có 5 người. Dạ. Thì cô bác quý anh chị nghĩ là mỗi một người chia ra là bao nhiêu tiền trong một buổi sáng? 15.000 đi 5 người. Chưa thì mỗi một người là 3.000. 3.000 đồng cho một buổi sáng. Thì cho một bữa cơm trưa luôn á. Thì cô bác quý anh chị nghĩ đáng thương không? Mỗi người chia ra được nửa con cá mồi. Chỉ nửa con thôi nha. Còn nếu như mà lỡ mà gia đình, những thành viên trong gia đình như là Tiết này ăn một con gửi thì tiền ăn một con gửi thì Tiết nói một câu rất là dễ thương luôn. Còn lại thì con chan nước con ăn cũng được vậy chú. Ăn nước không vậy hả? Dạ. Ăn nước son không vậy có buồn không? Dạ không. Vì sao? Vì thấy vậy ăn bình thường mà. Vậy hả? Ăn vậy đi, con thấy ngon không Tiền? Dạ ngon. Ngon sao nói chú nghe mấy. Ngon là tại vì có ăn được rồi. Có ăn là được rồi hả? Dạ. Rồi có bữa nào mình ăn cơm trắng không Tiền? Dạ cũng có một ngày mà cũng ăn với đậu bắp luôn. Nói chuyện lớn lớn lên con. Ăn cơm không có gì luôn á, không có tiền mua gì ăn luôn á. Có bao giờ ăn gì không? Có nghĩa là chan với nước tương thôi, không có gì ăn hết á. Dạ có. Có hả? Dạ. Là sao? Kể. Là không có tiền con ăn cơm chan nước tương. Chan nước tương mà nhiều ngày như vậy không? Dạ có một ngày. Một ngày. Ngày hôm nay là sáng nay ngoại đi bán. Ở nhà là hai chị em là tự lo với nhau. Rồi giặt đồ chưa? Dạ con giặt rồi. Con giặt hồi nào? Con giặt hồi sáng. Hồi sáng? Mấy giờ con thức dậy con giặt? Dạ con không có coi giờ, con sáng con dọn dẹp rồi, thấy vậy con giặt đồ hôm qua con mặc. Ừ. Con giặt cho hết gia đình hay mình con? Dạ con giặt hôm qua con với em con thì con giặt đồ hai anh con hả? À khi nào bà ngoại ấy thì con giặt đồ cho ngoại luôn. Dạ. Con tự làm hay là đợi ngoại nhắc? Con tự làm. Ai dạy cho con những cái công việc đó? Ngoại. Ngoại dạy hả? Dạ. Ngoại nói sao? Ngoại nói là mỗi sáng thức dậy là phải dọn dẹp quét nhà nấu cơm. Em của con á thì có thích ước mơ đó là làm cô giáo. Thì con có ước mơ lớn lên làm gì không? Cô giáo. Cô giáo luôn. Thích làm cô giáo lắm. Tại vì ở trong cái trí tưởng thì thích đi học, thích đến trường và ước mơ trở thành cô giáo. Rồi con có biết rằng ước mơ của mình sẽ không bao giờ thực hiện được không? Không hả? Con chỉ thích vậy thôi. Thấy chị mình không được đi học á, con có buồn không? Có. Buồn sao? Buồn là chị mình không được đi học. À, có bao giờ mình nghĩ nói xin năn nỉ thầy cô cho chị mình đi học không? Dạ không. Trời. Con kêu ngoại con.
Con nói sao? Con nói là ngoại ơi, cho chị con đi học đi. Ừ. Rồi ngoại nói sao? Ngoại nói là thôi, không có tiền. Ừ. À, có khi nào ngoại nói Tiền ơi, ngoại hết tiền cho con đi học rồi con nghỉ luôn. Thì nếu như ngoại nói con là con với đó thì nói lời như vậy đối với con thì con buồn dữ không? Dạ không. Sao vậy? Tại vì đi chơi cũng vui mà tiền cũng ít. Ý nó ngoại con nói là tiền ơi con nghỉ học đi, con đi bán vé số phụ ngoại. Rồi bây giờ con nghỉ học để cho bây giờ ngoại hết tiền nuôi con đi học rồi. Ở nhà con phụ ngoại làm này. Chị con có chịu nghỉ học không? Chịu. Chịu luôn hả? Chịu mà buồn hay là vui? Dạ buồn. Buồn vì sao? Vì không được đi học lại. Không được đi học lại. Con sợ cái ngày đó không? Sợ cái ngày mình không được đi học không? Dạ có. Ừ, sợ như thế nào? Sợ là mình không được đi học. Không được chơi với bạn. À không được đi học, rồi không được chơi với bạn. Dạ. Chỉ muốn là mình đi học đến lớn rồi mình trở thành cô giáo thôi. Dạ. Đôi dép này ai cho vậy? Dạ. Ai cho vậy? Cái này không, con không biết. Con không biết hả? Ngoại mua hay gì? Ngoại Ngoại cho ai bà, bạn của ngoại cho. Nhưng là chú, chú mượn. Hai chị em giống nhau luôn hả? Ta cho hay gì Tuyết? Dạ. Ta cho con hả? Dạ. Nào lấy này ra cho chú coi. À, đôi dép bên đây nè, nó mắc luôn cái mạc luôn à. Chỉ còn vậy thôi à. Mang lâu chưa? Dạ lâu rồi. Đi học này mang đôi dép này luôn hay sao? Dạ không, mang giày. Mang giày hả? Còn đôi dép này là mình mang ở nhà. Dạ. Đúng không? Ở vòng vòng ở nhà mình mang. Bán cho chú đôi này 100 ngàn đi. Bán không? Bán không? Sao em bán mà chị nhìn? Con có biết ạ. Con bán không? Bán nè. Bán lấy 100 ngàn làm gì? Mua đồ ăn. Mua đồ ăn. Đưa cho ngoại. Đưa cho ngoại. Bán đưa cho ngoại. Vì sao đôi dép mang lâu rồi bán 100 ngàn lời với vậy? Thì chú kêu mua mà. Thôi bây giờ cho chú hỏi một câu nè. Vừa qua thì chú Bùi Hồ có hỏi là cái ước mơ của con là làm cô giáo. Nhưng mà cái ước mơ của con là không bao giờ thực hiện được. Thì lúc đó chú thấy con rưng rưng nước mắt là sao và con chia sẻ cho mấy chú nghe ngay. Dạ. Lúc đó là chú bắt gặp được hình ảnh con rưng rưng nước mắt á. Con đâu được làm cô giáo. Nhưng mà vẫn ước mơ. Nghe tới cái xúc động á, em hồi tại ước mơ từ nhỏ tới giờ là mong muốn sẽ được làm cô giáo. Sáng nay nấu cơm ở đâu? Nấu cơm điện hay gì? Gym nồi cơm điện ha. Ôi khóc luôn rồi. Khóc. Hồi sớm là xúc động, chảy nước mắt là nói cái ước mơ không bao giờ thực hiện được. Chú làm con buồn hay gì? Chứ là sao? Có làm sao con chia sẻ đi. Ngoài cái việc con ước mơ... Sao? Sao nói chú nghe coi. Sao khóc? Sao khóc? Em Hồ thấy sao? Chắc mình trong hy vọng của cô bé là muốn được lên lớp, muốn được đến trường mà chưa một lần nào được đi á, chưa một lần được cấp sách đến trường, và thậm chí cái ước mơ lớn nhất á là muốn được truyền cái con chữ cho các bạn giống như mình vậy nè. Nên là nữ bây giờ nhắc đến là ước mơ không thực hiện được thì buồn. Mà đôi khi thì chắc có lẽ là Bùi Hồ nói như vậy thì làm cho bé mũi lòng. Thôi, thực hiện được hết trơn, chú làm bộ á. Cố gắng lớn lên học là thực hiện được hết à. Chú làm bộ á. Dặn chú không? Sao hả? Sao hả? Dặn chú không? Dạ không. Sao? Con đâu có khóc đâu mà dặn chú. Vậy bà, vậy là chị Tuyết dặn đúng không? Chứ là sao? Má ơi, mày miếng coi. Chứ là sao, nói nghe coi. Bây giờ con nói hết cái mơ ước của con đi, tâm tư của con đi, chú sẽ cố gắng hỗ trợ con. Bây giờ nói đi. Nguyện vọng cũng chỉ muốn làm cô giáo thôi.
ai cũng có ước mơ mà đúng không? Mặc dù cái ước mơ nó mong manh lắm, nhưng mà đó là cái nơi niềm hy vọng từ nhỏ đến lớn. Đêm nào con cũng học đọc sách đơn hả? Chứ không có đêm nào là con bỏ hết. Con đọc từ mấy giờ đến mấy giờ? Con đọc khoảng nửa tiếng. Con có học toán nhân toán chia gì không? Dạ. Hay chỉ đọc chữ thôi? Con đọc mấy lần. Con đọc bảng nhân được không? Không hả? Con biết cộng trừ không? 9 cộng 7 bằng nhiêu? 9 cộng 7 bằng 16. 2 nhân 8 bằng nhiêu? 2 nhân 8 bằng 10. 2 nhân 8 bằng 10. 2 nhân 8 bằng nhiêu tí? Con biết. Con mới lên lớp 2 mà đúng không? Mà lớp hả? Lớp 2 chưa biết. Rồi 2 nhân 7? 2 nhân 7? 14 hả? Đúng rồi. 3 nhân 2? 3 nhân 2 16. 4 nhân 5? 4 nhân 5 20. 4 nhân 9 nhân 2? 9 nhân 2 18. 9 nhân 5? Không biết. 3 nhân 7? 21. 3 nhân 9? 25. Hả? 25. Không phải. Tính lại. Trời ơi. Không, vậy là hay 4, lắm rồi. 14 cộng 4? 14 cộng 4 bằng 18. 18 trừ 7? 18 trừ 7 cộng 11. 11 trừ 5? 11 trừ 5 cộng 6. 8 trừ 5? 8 trừ 5 cộng 3. 21 trừ 3? 21 trừ 3 cộng 18. Anh đồng nói gì sao? Cộng trừ thì em làm rất là nhanh á. 21 trừ 7? 21 trừ 7 còn 14. Trời ơi trời. Nhân thì em chưa được đi học. Đây không được đi học. Nhưng mà tính nhẩm như vậy là rất là đáng tôn trọng hết rồi. Rồi 9, 19 trừ 3? 9 trừ 3 còn 16. 6 trừ 1? 6 trừ 1 còn 5. 5 cộng 7? 5 cộng 7 còn 12. 9 cộng 7? 9 cộng 7 bằng 16. 16 cộng 2? Bằng 18. 7 cộng 7? 7 cộng 7 14. 7 cộng 8? 7 cộng 8 15. Trời trời. Ôi. Thật bất ngờ luôn hả anh Đồng. Chú hỏi thầy con nè. Hồi đó là có được đi học lớp 1 không? Không. Có được đi học mẫu giáo không? Không luôn. Có con là được. Có được đến lớp lần nào không? Không. Ôi trời ơi. Nó nhanh hơn ngày xưa mà Bùi Hồ mà dạy mà các bạn mà ngày xưa á, như tuổi cô biết là học lớp 3, lớp 4 là tính chưa gành bằng bằng này luôn á. Con viết được không? Dạ. Con viết chữ được không? Được. Có cuốn tập nào con viết không? Được có. Lấy cuốn tập con viết cho con vô lấy ha. Con vô lấy cuốn tập của chị ba viết cho xem con mà. Con xài viết mực cho nên con bơ lắm mới được. Ừ. Lấy viết mực em không? Lấy cuốn tập thôi, con lấy cuốn không, con lấy cuốn tập mà chị đã từng viết thôi. Dạ. Chị tập viết ở đâu á? Ủa cái cuốn tập của tí nào? Hả? À lấy tập mới viết đưa cái nào mới viết á. Không đi học, biết chữ, biết cộng, biết trừ, biết nhân, biết chia không? Con biết chia không? Dạ. Không hả? Ba chia ba bằng mấy biết không? Không biết, chỉ biết cộng, biết trừ. Rồi biết nhân trời cho đi học chứ thông minh lắm á. Tại vì bản thân là cố gắng nỗ lực để mà được một ngày nào đó để mà trở thành cô giáo là cái thứ nhất nè. Thứ hai là mong ước đến trường của bé nó khao khát trong cái suy nghĩ rồi. Nên thành thử là đối với Tiết mà được chấp cánh ước mơ mà được đi học ha. Ừ. Thì một điều gì đó rất là tuyệt vời. Và mong những cái thông điệp như thế này á sẽ lan tỏa đến cô bác anh chị cũng như là
những người mình có quan tâm về cái cuộc học của bé để có thể nâng cho bé, chấp cánh ước mơ cho bé, để bé có thể một ngày nào đó trở thành một cô giáo thật sự. Và đây là bài viết của con đúng không? Bây giờ con đọc cho chú nghe vì sao con lại viết cái bài này, rồi sau đó chú đọc cho con nghe thử coi đúng không. Đây là một bình hơ lục bát cô bác anh chị, thời 68 á, một cái bài rất là dễ thương luôn, hình như là bài này của Trần Đăng Khoa hay sao á. Rồi con đọc đi. Mẹ lặn rồi cả tiếng con ve. Lên đọc lớn lại con. Rồi con đọc đi. Đọc lớn lại coi. Mẹ lặn rồi cả tiếng con ve cũng mệt vì hè nắng ôi. Nhà em vẫn tiếng à ơi, kẹo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru, rồi ru có gió mùa thu, bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về. Ừ. Con thuộc bài này không? Không. Đây nè cô bác anh chị. Viết chữ rất đẹp ha. Con biết luôn á hả Tuyền? Viết chữ đẹp gì? Thôi bây giờ hôm nay là con có ai cầm tay cho con viết đầu tiên? Dạ chị con. Chị con hả? Ngày xưa Bùi Hồ cũng đi học rất là thích cái bài này luôn. Để đọc thử nghe bây giờ ông ôn lại tí xíu nha. Đọc nghe chịu nghe không anh Đồng? Chịu. Anh nghe em đọc không? Nghe nghe, đọc đi em. Đọc dở thì cô bác bên chị đừng có chê nha. Tại vì lâu lắm rồi, cũng đã 3-4 năm nay rồi không có cầm cuốn sách giáo khoa như thế này. Chú đọc nghe được không? Được. Ở trong cái dòng này á là tiết viết theo cả chữ cái đầu viết hoa luôn nè. Đó thấy không? Có nghĩa là những cái chữ cái đầu như thế này nè. Viết hoa gì không có được đi học nên không có viết đúng cái mẫu của tiểu học. Nhưng mà bao nhiêu đó cũng đủ độ thấy sự cố gắng của em rồi. Thương lắm. Nghe chú đọc được không? Dạ được. Sách này của con đúng không? Dạ. Mẹ lặn rồi cả tiếng con ve, con ve cũng mệt vì hè nắng ngôi. Nhà em vẫn tiếng ạ ơi, kẹo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ gu, lời gu có gió mùa thu, bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về. Những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Do mình ở cái Bùi Hồ bị cái ngôn ngữ địa phương á, thành nữ ra là khi mà phát âm cái tiếng ảnh hưởng bên ngôn ngữ địa phương, cái tiếng chữ G với lại chữ G, thành nữ là Bùi Hồ nó đọc hơi bị chạy, thì mong cô bác quý chị thông cảm. Nhưng mà bao nhiêu đó để thấy được rằng cái sự nỗ lực khó vươn lên của tiếng nó khao khát đến giường nào. Và bản thân là một người mà cũng là từng đi dạy nên là nữ thấy cũng xúc động. Thật ra bất ngờ đó. Anh bất ngờ là cái khao khát của Tiết mà nói không thành hiện thực thì xúc động. Rồi tới con đọc nè. Tới đọc cái trống trường em đi. Cái trống trường em mùa hè cũng nghỉ suốt 3 tháng liền, trống nằm ngẫm nghỉ, buồn không hải trống. Trong những ngày hè bọn mình đi vắng, chỉ còn tiếng ve. Cái trống lặng im, nghiêng đầu trên giá, chắc thấy chúng em nó mừng vui quá. Kìa trống đang gọi tùng 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 tùng, vào năm học mới rộng vang tưng bừng, thanh hào. Cái bài hát mẹ, cái bài thơ mẹ lúc nãy theo lục bát là của Trần Quốc Minh, vừa hồi nói lộn của Trần Đăng Khoa, là cái bài cây dừa xanh tỏ nhiều tàu, giăng tay đón gió gật đầu gọi trăng. Thân dừa bạc phết tháng năm, quả dừa đàn lợn con nằm trên cao, đúng không? Đêm hè hoa nở cùng sao. Thì nói chung là hôm nay chia sẻ đoạn clip này để cho cô bác quý anh chị hiểu thêm về cuộc sống của một gia đình rất khổ mà rất là hiếu học như thế này. Làm cho các anh em mình cũng cảm thấy vui lây khi mà được chia sẻ đoạn clip này cho cô bác quý anh chị biết thêm. Thôi bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ chia sẻ cô bác anh chị bình luận mà muốn thích nghe các bé đọc bài nào đó thì có thể để lại bình luận cho các anh em để chia sẻ về cái cuộc học của những người không, những bé mà không được đến trường như thế này. Rồi bây giờ chắc có thể là hai con sẽ thay mặt cho anh cũng như là cho ngoại nói lời cảm ơn ha. Rồi bây giờ là ai nói trước? Xuân Phong. Rồi con nói trước đây. Con cảm ơn mấy chú, con cảm ơn bà. Con cảm ơn ông bà mấy chú. Quý nhà họ Tâm đã giúp chúng con được có nhà. Con cảm ơn các mạnh thường quân quý nhà họ Tâm đã giúp cho con có cái nhà với cái nhà vệ sinh. Con cảm ơn. Trời ơi, lời nói đầu tiên á là dạ, rồi sau đó là con cảm ơn. Bao nhiêu đó thì mấy anh thợ ngoài kia anh cũng đỡ mệt luôn. Thôi bây giờ đoạn clip cũng khá là dài rồi đúng không anh? Đúng rồi. Thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước, cũng như là quý mạnh thường quân đã đồng hành cùng với các anh em để mà hỗ trợ cho hoàn cảnh của gia đình của
ngoài của ba bé cũng như là ba bé có cuộc sống ổn định hơn, đặc biệt là có thêm nhà vệ sinh, nơi mà cần thiết nhất cho một ngôi nhà để khi mà sau này đối với các bé như thế này đi vệ sinh là một điều gì đó rất là ám ảnh. Còn bây giờ thì thay mặt gia đình cảm ơn rất là nhiều, một lần nữa cảm ơn quý nhà hảo tâm, quý Mạnh Thường Quân cũng như là cô bác quý anh chị trong nước và ngoài nước đã đồng hành cùng với các anh em để mà các anh em có thể kết nối để mà cho gia đình của bé một căn nhà mơ ước. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha.